Rồi ok các bác, thì trên tay em đây đang có cái con LG V60 và con Sony Xperia 5 Mark II nhé. Thì hai con này đều có cái màn hình là Full HD. Thì nay em sẽ thử so sánh cái việc xem là cái màn hình nào nó đẹp hơn ấy. Tại vì anh em cũng biết rồi đấy, là từ xưa nay là LG, Aven, Sony ấy, là nổi tiếng về cái việc mà màn hình nó rất là đẹp luôn. Đấy, nhất là cái con Sony 1 Mark II hồi em dùng nó màn hình nó tuyệt vời luôn. Thì không biết là cái con Sony 5 Mark II này nó thế nào nhé. Đây, trước tiên là em sẽ mở ra để em cho nó quay ngang nhé. Em sẽ để hai con đều dọc kiểu này nhé, để cho nó cùng cái điều kiện này. Tại vì để con trên con dưới thì có thể là nó không đúng. Đấy. Đây nha các bác, thì em sẽ cho nó về gốc. À, thì hai con này em để mắc sáng màn hình này nha các bác. Đây, các bác có thể thấy này, mắc sáng này 100% này. Còn V60 cũng thế, mắc sáng này nhá. Đó, âm thanh thì tắt. Đây, xem cho nó về không. Về không. Rồi, và em sẽ chạy thử nhé. 1, 2, 3. Rồi, em sẽ tắt điện đi nhé. Đó, nhìn như này thì đúng thật là cái con Sony nó cho cái màu nó ngon hơn đấy, trông nó đẹp hơn đấy. Còn qua camera thì em cũng không biết được, tại vì còn tùy vào chất lượng của camera nữa. Đó. Hình như qua camera nó hơi bị màn hình nó bị cháy sáng hay các bác, chứ nhìn trên thực tế nó không cháy như thế đâu. Em đang nhìn thực tế thì cảm giác nó như vậy đấy, và sẽ không thấy cái điểm gợn gợn, màn hình nó hơi bị gợn gợn đâu, tại vì cái tần số quét các thứ là nó khác nhau. À, mà nói thêm là cái con Sony 5 II này nó có tần số màn hình là 120 Hz nhé. Thì cái việc đấy nó không ảnh hưởng đến việc mà chất lượng nó đẹp hơn hay không đẹp hơn đâu. Đây chỉ là cái nó mượt hơn thôi. Nhiều bác cứ tranh luận với nhau là màn hình 120 Hz thì nó đẹp hơn, thực ra không phải đâu nha. Đấy, như nhìn cái ảnh này này. Ôi, cái suối nước nó bị cháy bố mất. Chả hiểu cái gì. Cái suối bây giờ nó của con Sony nó trong hơn. Thực sự là quay như này em thấy nó không lột tả được hết đi các bác, nó không lột tả được hết đấy, tại vì cái camera nó không thể được hết, phải nhìn bằng mắt thường rồi. Nếu như em nhìn mắt thường thì em vẫn thích cái màu của Sony hơn nha các bác, nó đẹp hơn đấy, trông nó chân thực hơn đấy. Con màu của con V60 nó hơi 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 vàng hơn, nó kiểu hơi 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 kiểu hơi ngà vàng một chút thật. Nó không sáng trắng, không không sáng trong đẹp như con Sony được. Được mỗi cái là màn hình nó to, nhìn nó đã hơn thôi. Đó, cả cái màu này thế, màu đỏ này thế. Màu đỏ vừa rồi, cái màu của Sony nó tươi hơn. Đỏ hình như hết rồi sao, màu xanh này thế, Sony nó tươi hơn.
Đó, công nhận nhìn con Sony nó đẹp hơn thật các bạn. À quên không nói là cái clip này thì em đã tải về đấy nhá. Tải về máy rồi nhá. Có nghĩa là không phải là xem trên YouTube đâu. Sợ các bác lại nghĩ là xem YouTube thì tùy độ phân giải, mỗi con để một độ phân giải khác nhau, nhưng không phải nhá. Cái này em tải về rồi nhá. Cùng một file cả đấy. Em copy vào hai máy thôi. Ừ, màu trắng nữa mới cháy hết các bạn. Ừ, nhìn cái thác nước này, nhìn cái thác nước của cái con Sony nó trong, nó trắng hơn rất là nhiều luôn. Thác nước của con Sony ở của con LG nó hơi ngả vàng luôn. Nhưng mà qua camera thì em thấy là nó bị cháy hết luôn cả hai con. Đấy, trên này nó cũng hơi khó để so sánh các bạn. Rồi, ok. À, đợi thì hết rồi nha các bác. Thì vừa rồi đã so sánh cho các bác là hai cái màn hình con này, cái này so sánh chỉ cho vui thôi nhá, chứ còn thực sự là cái con Sony em thấy là nó ngon hơn, là đẹp hơn nhá các bác. Đấy. Ok.